Nancy là một cô gái vô cùng đen đủi. Năm 20 tuổi, cô đã bị một gã biến thái tên Nick bắt về nhốt trong một căn phòng sâu dưới lòng đất, biến cô trở thành nô lệ tình dục cho hắn. Đến thời điểm hiện tại, cô đã bị Nick nhốt ở căn hầm này đã là 7 năm. Trong thời gian đó, cô đã có với hắn một đứa con, đó là Jack. Năm nay, cậu nhóc cũng đã tròn 5 tuổi, nhưng chưa một lần cậu được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thay vào đó là từ nhỏ đến giờ cậu luôn bị nhốt trong căn phòng này cùng mẹ. Những bạn bè của cậu chỉ là chiếc giường, chiếc tủ quần áo và cả chiếc TV. Nancy cũng không hề kể cho con trai về thế giới bên ngoài, vì sợ cậu sẽ thêm phần tò mò và kích động không chịu ở yên. Cứ mỗi đêm đến, tên biến thái Nick lại xuống căn hầm này để mang theo thực phẩm đến cho hai mẹ con và để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Những lúc đó Nancy chỉ có thể để con trai ngủ trong tủ quần áo để cậu không phải chứng kiến những cảnh này. Đến khi Nick rời đi, Nancy mới bế cậu về giường ngủ, nhưng cứ đến nửa đêm là Jack lại tỉnh ngủ. Và đó luôn là lúc cậu cảm thấy tò mò về thế giới này nhất, vì cậu đã thấy những thứ mới lạ trong TV, nhưng mỗi lần hỏi đến thì mẹ lại bảo nó không có thật. Sáng hôm sau, cậu đã nhận được một món quà bất ngờ, đó là chiếc ô tô đồ chơi Nick tặng cậu nhân ngày sinh nhật tròn 5 tuổi. Đây là thứ vô cùng mới mẻ với cậu, nên Jack vô cùng thích thú. Hôm nay Nick lại đưa đồ ăn đến cho hai mẹ con, nhưng tự nhiên hôm nay hắn lại muốn nói chuyện với cậu nhóc và đã bị Nancy từ chối. Nhưng điều này lại làm Jack tò mò, vì cậu chưa được tiếp xúc với Nick bao giờ. Thế là đến đêm cậu đã thức dậy, lén lút đi đến trước mặt hắn. Nhưng lúc này hắn cũng tỉnh lại, Nick cũng muốn sờ vào con trai một lần, nhưng Nancy đã tỉnh dậy và ngăn hắn lại, để rồi cô đã bị hắn đánh cho một trận, sau đó thì lại rời đi. Chuyện vừa rồi đã làm Jack cảm hãi và cảm thấy có lỗi, vì cậu hiểu rằng tại mình trốn ra khỏi tủ nên mẹ mới bị đánh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì hai mẹ con phát hiện căn phòng đã mất điện, chắc là do Nick trả thù chuyện tối qua. Không có điện, căn phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo, hai mẹ con lại phải lôi hết quần áo ấm ra mặc. Lúc này Nancy cũng đã nhận ra mình không thể ở đây mãi, cô sẽ phải tìm cách thoát ra bên ngoài để cho con trai một cuộc sống tốt hơn, để cho con trai làm quen dần và cũng để thuyết phục con trai cùng mình trốn thoát. Mà Nancy cũng bắt đầu kể cho cậu nhóc nghe về thế giới bên ngoài, nói rằng những gì cậu thấy trên TV đều là thật và cả quá trình cô bị bắt nhốt vào đây. Nhưng Jack không hề tin về điều đó, vì cậu cho rằng thế giới họ ở chỉ có căn phòng này, rồi còn bực tức vì cho rằng mẹ đã nói dối. Thấy vậy Nancy cũng đành im lặng không giải thích thêm nữa. Cô buồn bã nằm im trên giường, cho dù Jack có gọi như nào thì cô cũng không trả lời. Như vậy Jack chỉ có thể tự dậy nấu ăn sáng, tự chơi một mình trong căn phòng này. Nhưng lúc này cậu đã phát hiện ra mình có thể nhìn thấy bóng điện xuyên qua chiếc cốc thủy tinh. Điều đó chứng tỏ một điều rằng đằng sau tấm kính thủy tinh trên trần nhà vẫn có thứ gì đó, chắc hẳn đó là thế giới mà mẹ đã kể. Thế là cậu đã chủ động hỏi mẹ về thế giới bên ngoài. Thấy vậy Nancy vô cùng vui, rồi cô đã giải đáp cho cậu mọi thắc mắc về thế giới đó để thôi thúc lòng hiếu kỳ của cậu bé. Sau đó thì đưa ra một kế hoạch để thoát khỏi đây, đó là cậu nhóc sẽ già ốm để được Nick đưa ra ngoài khám bệnh, từ đó sẽ cầu cứu được người bên ngoài. Jack cũng tò mò về thế giới mà mình thấy trên TV, muốn được ra ngoài khám phá nên cậu đã đồng ý để nhìn cho giống bị bệnh. Nancy đã dùng khăn nóng đắp lên người Jack, khiến cả người cậu đầy những vết mẩn đỏ. Sau đó thì đưa cho cậu nhóc một tờ giấy cầu cứu, bảo cậu khi ra được bên ngoài thì hãy đưa cho người khác. Ngay sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tên Nick cũng đã đến đây. Nancy liền nói con trai đã bị bệnh cần đưa ra ngoài chữa trị, nhưng hắn lại nói buổi tối sẽ mang thuốc đến không cần thiết phải đi viện. Vậy là kế hoạch đầu tiên đã thất bại, nhưng rồi cô đã nghĩ ra một cách mới, đó chính là giả vờ chết. Như vậy thì Nick bắt buộc phải đưa ra ngoài chôn. Trên đường đi Jack sẽ tìm cách chạy thoát. Thế là Nancy đã dạy con trai cách thoát khỏi tấm thảm. Sau khi Jack đã học thuần thục những thứ mẹ dạy, Nancy liền cuộn con trai vào bên trong tấm thảm, rồi gọi Nick đến thông báo con trai do không được chữa trị nên đã chết. Hắn cũng không nghi ngờ gì, liền ôm xác đưa cậu bé đi chôn. Trước khi rời khỏi căn nhà, Jack vẫn cố nhìn xung quanh để nhận diện ngôi nhà mẹ đang bị nhốt. Lúc này hắn đã đặt cậu vào thùng xe rồi đưa đi. Chiếc xe liên tục lắc lư khiến Jack vô cùng sợ, nhưng cậu vẫn cố gắng thoát ra khỏi cái thảm. Quả nhiên thế giới bên ngoài thật rộng lớn, mọi thứ đều mới lạ. Lúc này xe đã dừng đường đèn đỏ, Jack vội nhảy xuống khỏi xe, Nick cũng đã phát hiện liền đuổi theo. Đúng lúc Jack chạy đến chỗ một người đàn ông thì cậu đã bị bắt lại, Jack liền cầu cứu. Người đàn ông đó thấy vậy liền dọa gọi cảnh sát, Nick mới thả Jack ra. Một lúc sau cảnh sát cũng đã đến nơi, rồi một cô cảnh sát tên Parker đã đến hỏi cậu xem có chuyện gì, nhưng sau chuyện vừa rồi cậu vô cùng sợ hãi. Và cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với người lạ, nên cho dù Parker có hỏi như nào thì cậu cũng không trả lời. Mãi đến khi cảnh sát hỏi đến mẹ thì Jack mới quay đầu lại. Cậu chỉ nhớ mẹ đang bị nhốt nhưng không nhớ rõ là ở đâu. Cô cảnh sát kiên nhẫn hỏi từng chút manh mối một. Jack chỉ nhớ rằng từ lúc khởi hành đến lúc cậu nhảy xuống khỏi chiếc xe là nó đã dừng 3 lần. Cảnh sát liền hiểu ra đó là 3 lần dừng đèn đỏ. Thế là họ đã ra lệnh lục soát, tìm kiếm nơi mẹ Jack bị nhốt trong phạm vi 3 điểm dừng đèn đỏ nơi cậu nhảy xuống. Họ lần theo dấu vết chiếc xe của Nick và tìm thấy căn nhà khả nghi trong phạm vi 3 điểm dừng đèn đỏ. Đến nơi Jack liền nhìn thấy đó là một khung cảnh quen thuộc, cậu liền khóc lớn rồi gọi mẹ. Một lúc sau cảnh sát cũng đã giải cứu được cô ấy.
Jack cũng đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình đi ra khỏi căn hầm. Vậy là cả hai mẹ con đều đã thoát được khỏi tên Nick và Nancy đã được trả lại tự do sau 7 năm bị giam cầm. Tên Nick cũng đã bị bắt lại và bị kết án tù chung thân. Hai mẹ con đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng Jack vẫn chưa thể thích nghi với thế giới bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với cậu, ngay cả tiếng trực thăng bay qua cũng làm cậu vô cùng sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy người lạ là cậu lại núp vào lòng mẹ, muốn gì đều nói với mẹ để mẹ nói với người khác. Sau khi nhận được tin, bố mẹ của Nancy liền đón hai mẹ con cô về nhà. Đây chính là ngôi nhà mà Nancy đã sinh sống trước khi bị bắt. Nhìn thấy tóc của cháu trai dài, bà ngoại ngỏ ý muốn cắt tóc cho Jack, nhưng cậu liền từ chối vì cho rằng đó là sức mạnh của mình. Vì để bù đắp cho Jack, ai trong nhà cũng đều đối xử nhẹ nhàng với cậu. Jack cũng dần mở lời với ông bà, tự mình nói chuyện không cần phải nói qua mẹ nữa. Một hôm ông ngoại phát hiện Jack cứ nhìn lén mình, thế là ông đã dẫn cậu nhóc đến nhà bếp, nấu cho cậu một món ăn ngon rồi ngồi nói chuyện với cậu bé. Lần này cậu bé không còn im lặng nữa, thay vào đó là cậu đã dần mở lời nói chuyện với ông. Nhưng khi tình trạng của con trai đang tốt lên, thì Nancy lại càng ngày càng xấu đi, nhìn lại ảnh chụp cùng bạn thân cô vô cùng khó chịu. Vì cô đã đánh mất cả thanh xuân của mình ở dưới một căn hầm, càng ngày cô càng dễ bực tức, kể cả Jack xem điện thoại phát ra tiếng ồn. Cô cũng to tiếng rồi lôi cậu ra khỏi phòng, ép cậu chơi những thứ cậu không thích, rồi còn khó chịu lây sang cả mẹ, trách tại vì bà luôn bắt cô phải sống tốt. Để rồi cô mới đi giúp đỡ tên Nick và bị hắn bắt nhốt vào hầm. Cuộc cãi nhau của hai mẹ con làm Jack vô cùng sợ hãi, cậu chỉ biết ngồi im dưới đất bịt tai lại. Hôm sau đã có một nhà đài đến phỏng vấn Nancy. Phóng viên liên tục hỏi những câu hỏi giống như kiểu trách móc. Đó là tại sao lúc sinh Jack ra, cô không bảo Nick đưa cậu nhóc đến trại mồ côi, như thế cậu bé sẽ được giải thoát không phải chịu khổ vì cô nữa. Dường như câu hỏi đó đã đâm thẳng vào trái tim của Nancy, khiến cô càng ngày càng cảm thấy có lỗi. Để rồi đến đêm, khi tỉnh dậy Jack đã không còn thấy mẹ đâu, thì ra cô ấy đã uống thuốc ngủ để tự sát. Thấy vậy Jack liền hét lớn gọi ông bà chạy đến, rồi vội đưa Nancy đến bệnh viện. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng Nancy vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị tâm lý. Đây là lần đầu tiên Jack phải sống xa mẹ, nhưng giờ cậu đã không cần phải dựa dẫm vào mẹ như xưa, mà hiện tại cậu đã có thể tự chơi một mình, thậm chí còn mở lời nói chuyện với người lạ. Mặc dù ở bên ông bà vẫn vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cậu vẫn không thể quên được nỗi nhớ mẹ. Bỗng một hôm cậu tìm đến bà và nhờ bà cắt đi mái tóc mà cậu coi là sức mạnh của mình, đem nó tặng cho mẹ để mẹ có thêm sức mạnh sớm xuất viện về với cậu. Và rồi bà cũng đã vui vẻ đồng ý giúp đỡ cậu, rồi còn giúp cậu gội đầu sạch sẽ. Ngay giây phút này, Jack lần đầu tiên cất tiếng nói con yêu bà. Điều này khiến bà ngoại của cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi bỗng một hôm có một cô bé hàng xóm đến gọi cậu đi chơi cùng mình. Lần này Jack đã không còn từ chối nữa. Nhìn thấy con trai vui chơi với những đứa trẻ khác, Nancy vô cùng vui mừng. Sau khi xuất viện, cuộc sống của hai mẹ con cũng dần ổn định hơn, gia đình cũng hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngày nào cũng tràn đầy những tiếng cười và không hề có cãi vã. Nancy cũng dẫn con trai đi trải nghiệm những thứ mà cậu chưa từng biết đến. Cuối cùng họ đã quyết định về thăm căn phòng mình bị nhốt. Lần này có cả cảnh sát đi theo để bảo vệ. Họ đến đây không phải là để tìm kiếm thứ gì, mà chỉ đơn giản là đến để cảm ơn và tạm biệt những món đồ đã gắn bó với họ trong những năm bị nhốt. Đây cũng chính là lần cuối họ đặt chân đến căn phòng này. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.